Xin chào tất cả các bạn, tôi là Review Game đây. Chắc hẳn ai cũng đã biết đến Squid Game rồi đúng không? Thế thì hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một phiên bản mới, đó là Fit Game. Khi vừa vào game, bạn sẽ bước vào ô này để đến với phần chọn map, có 3 map tương ứng với 3 chế độ khác nhau. Muốn vote map nào thì hãy đứng lên vòng sáng trước map đó, map nào có số phiếu cao hơn sẽ được chọn làm map để chơi. Và map đầu tiên cũng là chế độ đặc trưng của trò chơi này mà chắc chắn phải có, đấy là trò đèn xanh đèn đỏ, lối chơi thì có lẽ ai cũng biết rồi, tôi thật sự không hiểu là thua ở chế độ này kiểu gì. Nhưng đấy là nếu xung quanh ta không có những hiện tượng siêu nhiên, tiêu biểu là thời gian ngưng đọng, chạy nước rút tại chỗ, tốc biến, đột tử, vân vân. Nhưng thôi không sao, hãy đến với trò thứ hai. Nhìn vào cái hình này chắc sẽ có người nghĩ rằng đây là tách kẹo. Nhưng không, các bạn sẽ phải né những cái khuôn kẹo giống như một vòng chơi trong Fall Guys. Cơ bản thì khá là đơn giản phải không nào? Càng về sau thì vòng tròn sẽ càng thu hẹp lại, và tốc độ các bức tường cũng nhanh hơn. Chỉ cần tập trung một tí thì trò này khá là đơn giản. Và đến với trò chơi cuối cùng, trò này thì việc cần làm chỉ là chạy đến đích ở trên cùng trước khi nước ở dưới nhấn chìm bạn. Có lẽ đây sẽ là trò đơn giản nhất trong 3 trò rồi. Thằng đi đầu chạy thế nào thì cứ theo thế ấy mà chạy, không bị hụt lại đoạn nào thì thua thế đếu nào được. Thôi các bạn quên con mẹ nó những gì tôi vừa nói đi.